Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Con Số 8. Thì cũng như thường lệ mà thôi, tầm khoảng giữa tuần thì mình sẽ cho ra một cái video để mà có thể chia sẻ cho anh em những cái tình hình diễn biến hiện tại của trên thị trường chúng ta đã trải qua như thế nào trong tuần qua nha anh em. Thì một tin khá là buồn thì vào sáng ngày hôm nay đó thì chúng ta đã có chứng kiến một cái cú crash của Bitcoin. Mà cái cú crash này á, thì mình nghĩ rằng là nó cũng khá là nặng nề khi mà cái mức hỗ trợ 40.000 đô của chúng ta đã thủng rồi. Và tính đến tối ngày hôm qua đó thì một cái tin khá là vui khi mà chúng ta đã chứng kiến Bitcoin đã vượt lên ngưỡng tầm của khoảng là trên 43.000 đô đúng không? Nhưng mà cũng rất là nhanh thôi, tầm khoảng là sáng và hôm nay thì Bitcoin nó đã crash một cái ngưỡng tầm khoảng từ 4.000 tới 5.000 đô. Và cái mức thấp nhất của chúng ta đang phải chịu đựng ở đây là vào sáng ngày mình ghi nhận đó trên sàn Binance đó, thì nó vào tầm khoảng là 38.200 đô. Thì hiện tại thì giá nó vẫn đang, nó chỉ mới hồi phục lên nhẹ thôi. Và đây cũng là một cái điều tất yếu khi mà như anh em cũng đã dự đoán từ trước rồi và phần lớn đều sợ hãi rồi. Thì nhưng mà cá nhân của mình á, thì trong những cái ngày qua thì dường như là Bitcoin hoàn toàn không có một cái tin tức xấu gì cả, thị trường của chúng ta nó vẫn liên tục trì trệ như vậy mà thôi. Nhưng mà ngay khi mà Bitcoin crash vào sáng hôm nay đó anh em, thì chúng ta đã liên tiếp nhận được những cái tin tức nó đổ dồn như vậy và cũng như là một cái nguyên do để hợp pháp hóa cái đường giá của chúng ta đó. Thì cái tin đầu tiên mình muốn chia sẻ đến cho anh em tức là về việc Ngân hàng Trung ương Nga họ đã được sẽ cấm thẳng tay tiền mã hóa. Thì về cái nước Nga này thì mình cũng đã chia sẻ khá là nhiều đến với anh em rồi. Thì Nga này á, mình đánh giá là một cái quốc gia thì nó cũng tương tự như là Ấn Độ thôi. Tại vì họ cứ đề xuất một cái luật cấm rồi sau đó họ lại cởi mở, họ lại tung ra những cái sự cởi mở, rồi ngay cả tổng thống Putin nữa thì ông cũng đã từng nói là ông đã từng thừa nhận rằng Bitcoin thực sự là một cái tài sản có giá trị. Thì anh em thấy đó, ngay tại cái thời điểm đó, ngay khi mà tổng thống Putin đó ông đưa ra một cái nhận định đó, thì thị trường của chúng ta nó nằm ở trong một cái giai đoạn này, nó nằm ở trong một cái giai đoạn tích lũy như thế này để mà trước khi nó pump lên cái mức ATH là 69.000 đô. Thì nhưng mà ngày hôm qua đó, thì vào tối, chính xác là tối ngày hôm qua, thì chúng ta đã nhận được một cái tin khá là mình nghĩ rằng nó cũng khá là xấu, là Ngân hàng Trung ương Nga họ lại quay lại, họ đề xuất cấm thẳng tay tiền mã hóa. Và cái việc cấm thẳng tay này chính là cái việc mà hành động tương tự như Trung Quốc nha anh em. Anh em phải hiểu là cái đề xuất này nó tương tự như Trung Quốc, chẳng qua là họ chưa thực hiện mà thôi. Và đây chỉ dừng lại ở mức đề xuất. Là việc là cấm trên mặt toàn diện là sao? Là cấm giao dịch, cấm những cái hoạt động mua bán với nhau, và ngay cả cấm cái việc mà khai thác tiền mã hóa nữa. Mà trước đây anh em biết là cái việc khai thác tiền mã hóa của ở Nga đó thì đã được những nhà lập pháp ở Nga, ở trong cái bộ máy chính phủ, họ nói rằng là cái vấn đề tiền mã hóa Bitcoin ra sao tôi không cần biết, nhưng mà cái lĩnh vực khai thác chắc chắn sẽ đem lại một cái tỷ suất lợi nhuận nhất định và sẽ làm giàu cho nước Nga đó. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì Ngân hàng Trung ương Nga họ không đồng ý với cái lập luận trên, và họ chỉ muốn nói rằng là bây giờ chúng tôi cấm toàn bộ, chúng tôi sẽ thực hiện y chang Trung Quốc như vậy mà thôi. Thì đó là một cái tin tức khá là tiêu cực, nhất là nằm trong một cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta Bitcoin đi khá là trì trệ. Anh em chỉ cần một cái tin tức xấu gì đó thôi thì nó sẽ ngay lập tức nó tác động tới tâm lý của những người chơi trên thị trường, và anh em đã thấy một cái cú sả ngày hôm qua như thế nào. Và cùng với lúc đó là chúng ta đã có một cái tuyên bố mới của chủ tịch SEC Gary Gensler. Thì ông Gary Gensler này đó, ông nói là trong năm 2022 thì SEC sẽ quyết tâm gây một cái áp lực rất là lớn đối với các sàn giao dịch crypto ngay tại thời điểm hiện tại. Cái lập luận ông đưa ra là sao? Là tại vì trong năm 2021 chúng ta đã thấy được là cái thị trường của chúng ta bùng nổ đúng không? Các sàn giao dịch liên tiếp có những cái bước tăng trưởng, những cái bước chuyển mình trên thị trường. Và đối với SEC đó, nó các sàn giao dịch nó như là một cái gai ở trong mắt SEC vậy. Tại vì sao? Cái lập luận ông đưa ra là với cái sự tăng trưởng đó thì các sàn giao dịch họ sẽ thao túng thị trường, họ chi phối rất nhiều thị trường, và chính vì cái điều đó nó sẽ làm tổn hại, làm tổn thương đến những nhà đầu tư tham gia vào cái thị trường này. Chỉ có làm giàu cho cá mập mà thôi, chỉ có làm giàu cho sàn mà thôi, còn cái lợi ích của họ, họ không nhận lại một cái điều gì cả, đúng không anh em? Đó, bởi vì những cái lý do đó nên ông sẽ quyết tâm vào năm 2022 thì SEC sẽ làm nặng hơn cái vấn đề này nữa để mà có thể bảo vệ nhà đầu tư, đi đúng theo cái châm ngôn của SEC, đi đúng theo cái châm ngôn của chủ tịch Gary Gensler khi mà ông nhậm chức á, thì ông có nói rằng là tôi muốn các nhà đầu tư trong cái thị trường này phải được quyền lợi như những nhà đầu tư ở trong thị trường chứng khoán đó. Và ngay khi cái tuyên bố này của Gary Gensler được đưa ra thì chúng ta cũng thấy, kết hợp với cái dòng tin tức Ngân hàng Trung ương Nga đó, thì chúng ta thấy là Bitcoin đã có một cái cú crash như vậy đó. Và dĩ nhiên nếu mà đặt cái tình trạng của Bitcoin ở trong một cái môi trường như là trong những cái đợt tăng trưởng trước đây đó anh em, thì những cái tin tức này thì nó sẽ làm không quá nổi bật, hoặc thậm chí nếu Bitcoin có điều chỉnh thì nó cũng sẽ không có điều chỉnh mạnh đâu. Nhưng mà chẳng qua là do chúng ta đang ở trong một cái chu kỳ nó khá là vất vả, một cái giai đoạn mà mình có thể nói rằng là nó trì trệ, nó downtrend ngắn hạn như vậy, thì những cái tin tức này mặc dù cái sức nặng của nó có thể có đó, nhưng mà nó chỉ càng làm nặng thêm
đó, cái tính nghiêm trọng khi mà chúng ta đang tồn tại trong một cái giai đoạn như thế này thôi anh em đó. Và mình cũng chắc chắn rằng là những người đang tham gia thị trường, kể cả anh em, kể cả mình, chúng ta cũng đã rất buồn vì cái tình, vì những cái cú đâm của Bitcoin như thế này. Tại vì cũng đã 2 tháng rồi, kể từ tháng 12 đúng không, chúng ta không chứng kiến một cái sự tăng trưởng nào đó, một cái sự hồi phục nào đó mạnh mẽ của Bitcoin nữa. Nhưng mà mình nói ở đây chắc chắn là sẽ không có một cái nguồn tin tức tốt hay xấu gì để đưa đến cho anh em, để mang đến cho anh em những cái quyết định như là chúng ta nên cắt lỗ hay là chúng ta nên cắt, nên chốt lời vào thời điểm này đó. Và mà mình chỉ đem đến cho anh em một cái sự gọi là một cái sự động viên. Và không những mình đâu mà mình cũng muốn gửi tới anh em một cái tin tức rằng là El Salvador cũng đang sát cánh cùng chúng ta, khi mà cái tin tức này mình ghi nhận vào ngày 17 tháng 1 là El Salvador đang thua lỗ 14 triệu USD từ cái khoản đầu tư của El Salvador nha anh em. Nhưng mà đó là chỉ dừng ở cái mức giá là Bitcoin đang giao dịch ở 42 và 43 nghìn đô la thôi. Đó, và ngay cả chính El Salvador cũng đang đu đỉnh nữa. Mình hay gọi vui là một cụm từ đu đỉnh đó anh em. Đó, thì chúng ta cũng đã có El Salvador đồng hành rồi. Và cuộc chơi này đó, dĩ nhiên có lúc chúng ta thắng, có lúc chúng ta thua, nhưng mà quan trọng chúng ta hãy giữ một cái sự, nếu mà có tiêu cực thì cũng đừng có tiêu cực quá, mà nếu mà có tích cực ở trong một cái giai đoạn uptrend thì chúng ta cũng đừng có hưng phấn quá anh em. Tại vì mình biết rằng cái thị trường này nó vốn dĩ nó khắc nghiệt, và cái sự tiêu cực nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng sống của anh em ở một cái đời sống bên ngoài rất là nhiều. Vì vậy nên mình cũng xin chân thành khuyên anh em rằng là chúng ta hãy đừng có nên quá là tiêu cực để mà có thể ảnh hưởng tới cuộc sống ở bên ngoài của chúng ta. Và chúng ta nên đầu tư vào cái thị trường này bằng một cái nguồn vốn nhàn rỗi nha anh em. Đó. Và đó thì El Salvador cũng đang đồng hành cùng chúng ta với một khoản lỗ được ghi nhận hiện tại là 21-22 triệu đô. Và cùng với đó là nếu mà cái thị trường của chúng ta nó đi vào một cái chu kỳ downtrend dài hạn, như mình đã phân tích trước đây ở trong những cái video trước của mình, là chúng ta phải chờ đến tháng 2 chúng ta mới biết được rằng là nếu nó có lặp lại một cái chu kỳ đó thì nó mới đi vào downtrend. Thì tại thời điểm hiện tại đó thì cái tâm lý run sợ nó đã quá là ghê gớm rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn neo vào một cái niềm tin khác bởi một cái cá mập mà mình nghĩ rằng là hàng đầu trên thị trường, đó chính là MicroStrategy. Thì CEO của MicroStrategy đó là ông Michael Saylor đó, thì cũng trong ngày hôm qua đó nè, đó thì ông cũng đã nói rằng là nếu mà Bitcoin thị trường này có đi vào một cái chu kỳ ngủ đông dài hạn, mà mình gọi tắt ở đây là một chu kỳ downtrend, thì công ty MicroStrategy cũng sẽ không hề bán bất kỳ một Bitcoin nào của mình. Và anh em có biết không, khi mà MicroStrategy hiện tại đang nắm giữ khoảng là 124.394 Bitcoin, tương đương với khoảng gần 5 tỷ đô nha anh em. Đó, gần 5 tỷ đô. Và cái giá trung bình giá, quan trọng là trung bình giá của MicroStrategy, mình luôn nhắc lại trong video của mình, nó rơi vào tầm khoảng là 30.159 USD cho mỗi Bitcoin nha anh em. Và nếu theo cái lập luận này của CEO MicroStrategy đó, nếu mà Bitcoin có đi vào một cái chu kỳ downtrend, một cái chu kỳ ngủ đông dài hạn, và giá Bitcoin có như thế nào đó chăng nữa, thì ông cũng sẽ không bán bất kỳ số lượng Bitcoin nào. Thì chúng ta biết rằng là nếu mà Bitcoin đi vào chu kỳ downtrend và thậm chí có thể thủng ngưỡng 30.000 đô, thì chính MicroStrategy cũng sẽ chịu một cái khoản lỗ cực kỳ lớn trong cái khoản đầu tư của mình. Nhưng mà cái niềm tin của ông, chúng ta cũng thấy được là cái tinh thần của ông về cái tương lai, về cái tầm nhìn của công ty và cả của cá nhân ông về Bitcoin nữa. Thì đó chỉ là những cái tin tức mà tiêu cực, và cũng giống như là những cái tin tức tích cực để củng cố tinh thần của anh em, để cho anh em biết được rằng là chúng ta đang ở vị trí ở đâu trên cái thị trường này, không tiêu cực quá cũng không tích cực quá đó. Và mình nghĩ như thế là đủ rồi, và chúng ta hãy tiến đến ngay những cái biểu đồ on-chain mà mình sẽ cho anh em thấy được rằng là những cái điểm tích cực nó đang thể hiện rõ ở cái chỗ nào nha. Và tiếp theo thì mình cũng đem đến một cái thông tin lớn tiếp theo cho anh em, đó chính là chúng ta đã thấy Walmart rồi. Thì Walmart là một cái nhà bán lẻ dường như là hàng đầu của thế giới rồi. Thì ở thế giới bây giờ chúng ta chỉ so sánh hai ông thôi, đó chính là Walmart và Amazon đúng không? Thì đối với Amazon á, thì tầm có khoảng một tháng trước thì anh em cũng đã biết được rằng là Amazon cũng đã tiến vào cái cuộc chơi NFT và blockchain cùng với một cái blockchain là Wax. Thì vào đầu tuần này đó, chúng ta cũng đã có một cái ông lớn khác, đó chính là Walmart. Thì cái điều này được tiết lộ bởi những cái đơn đăng ký của Walmart về cái việc mà đăng ký nhãn hiệu để gửi lên cơ quan chính quyền đó. Thì ở đây nó có những cái bức ảnh chụp lại, thì mình cũng chia sẻ luôn cho anh em. Thì ở đây Walmart họ đăng ký là về gì? Thứ nhất là họ đăng ký về những cái vật phẩm, những cái hàng hóa của họ, như là đồ điện tử nè, đồ trang trí cửa hàng, đồ chơi, tức là những cái nhu yếu phẩm đó, những cái vật phẩm đó. Thì đều được sau này, nếu mà Walmart triển khai vào không gian NFT và Metaverse, thì những cái này nó đều có bản quyền cả. Thì đó chính là cái nội dung của đăng ký của Walmart. Và tiếp đến là Walmart cũng đăng ký là về việc thanh toán những cái dịch vụ có thể thanh toán bằng tiền mã hóa, cũng như là cái mong muốn để tạo ra một cái đồng token riêng của Walmart mà thôi. Thì ở đây á, dựa vào những cái luồng thông tin này, chúng ta có thể thấy rằng là ở cái thị trường tiền mã hóa của chúng ta dần dần nó đang dần được thuyết phục được những cái ông lớn ở những cái tổ chức truyền thống.
thì nói đến cái mức độ phụ, nói đến một cái thế lực cũng như là một cái mức độ phụ phụ sống của các ông lớn như là về Walmart, về Amazon hay là Alibaba bên Trung Quốc đi, thì chúng ta không cần phải bàn cãi nhiều về cái tầm vóc của họ rồi. Nhưng mà cái điều, nhưng mà cái điều tuyệt vời hơn cả là bây giờ chúng ta đã nhận được cái tín hiệu từ những ông lớn này để mà ông tham gia vào. Và dường như á, là ở đây mình cũng chỉ ra cho anh em là ông tham gia vào cái lĩnh vực gì. Thì ở đây á, trong cái đơn đăng ký này thì mình không có, mình đọc qua thì mình không có thấy là Walmart họ nhấn mạnh về cái việc thanh toán cho lắm, mà họ chỉ nhấn mạnh vào cái không gian NFT và Metaverse mà thôi. Thì cái điều này nó cũng dần nó lộ ra một cái định hướng nhỏ nhoi để mà cho anh em biết được rằng là chúng ta sẽ có gì trong tương lai để mà chúng ta có thể nghiên cứu sâu hơn về cái chủ đề này. Tại vì cái cách dễ nhất, cái cách dễ nhất để mà chúng ta tham gia vào cái thị trường này là chúng ta hãy đi tìm hiểu về những ông lớn họ đang làm những gì và chúng ta làm theo, cái đó là cái cách dễ nhất. Chứ đôi khi mình tự quyết định ra một cái gì đó nó quá là khác biệt đối với cá nhân của mình thì đôi khi nó cũng mang lại một cái sự rủi ro nhất định đối với anh em ha. Và tiếp theo thì chúng ta có gì, thì tiếp theo mình cũng một cái thông tin mình cũng khá là vui, là cũng nó cũng liên quan đến El Salvador luôn. Thì trong ngày hôm nay đó thì một cái sản phẩm ETF, và mình hay gọi tắt nó chính là cái quỹ ETF DeFi đó anh em. Thì cái quỹ ETF DeFi này đó, nó là một cái quỹ ETF chưa có được xuất hiện trên thế giới lần nào cả, nhưng ở trong ngày hôm nay thì nó đã lần đầu tiên được xuất hiện tại đất nước Brazil. Mà tại sao mình lại đưa anh em tới một cái thông tin này, thì anh em hãy chú ý với mình rằng thì El Salvador là đất nước đầu tiên chấp nhận BTC làm tiền tệ hợp pháp, đúng không? Và tiếp theo chúng ta có một cái đất nước nhỏ nhoi nào đó mà mình dường như mình nhớ không nhầm là đất nước Tango hay gì đó, thì tại vì nó quá là nhỏ đi nên mình cũng không có chú ý đến. Thì mình tạm cho rằng là đất nước nào sẽ áp dụng Bitcoin như là một phương thức thanh toán, một cái tiền tệ hợp pháp tại quốc gia của họ ở trong năm 2022 như cái lời dự đoán của Tổng thống El Salvador đó vào đầu năm đó anh em. Thì ở đây á, mình đang rất là kỳ vọng vào Brazil. Tại sao mình kỳ vọng vào Brazil thì mình sẽ đưa cho anh em những cái dẫn chứng sau đây. Thứ nhất á, thì anh em có biết được rằng á, trong cái quá trình phát triển của Brazil đối với tiền mã hóa thì dường như Brazil rất là tích cực và không bao giờ có một cái ý định gọi là chúng tôi sẽ cấm tiền mã hóa, chúng tôi sẽ cấm Bitcoin cả, đúng không anh em? Và Brazil hiện tại đó, nói về cái phương diện là ETF, thì ở Mỹ thì chúng ta đã có ba cái quỹ ETF Bitcoin, đó chính là quỹ của Purpose nè, quỹ của Vakirin nè, và quỹ của VanEck, đó là ba cái quỹ đó, nhưng mà ba quỹ đó chỉ dựa trên hợp đồng tương lai mà thôi. Thì ở Brazil đó, trước đó, trước khi ba cái quỹ đó ở Hoa Kỳ đó nó được phê duyệt, thì trước đây thì Brazil và Canada là hai cái đất nước đầu tiên có được cái quỹ ETF Bitcoin tại quốc gia của họ. Và nếu anh em để ý thêm một tí nữa thì ở Brazil nó tới có tận hai cái quỹ Bitcoin ETF lận. Một cái quỹ Bitcoin ETF là bình thường đúng không? Và thêm một cái quỹ Bitcoin ETF nữa là nói chung là sử dụng năng lượng năng lượng sạch để tạo ra Bitcoin. Và cái quỹ ETF đó nó dựa trên cái Bitcoin được tạo ra đó, thì nó được gọi là cái quỹ ETF Bitcoin thân thiện với môi trường đó anh em. Thì nó có hai cái quỹ ETF Bitcoin được tạo ra, được phê duyệt ở Brazil và đã hoạt động rồi. Và điểm đặc biệt nữa là một cái quỹ ETF Ethereum cũng đã xuất hiện tại Brazil và cũng đã được giao dịch luôn. Và tiếp theo bây giờ chúng ta có thêm một phạm trù mới, đó chính là ETF DeFi. Đó thì bây giờ thậm chí là mình nghĩ là chắc chỉ còn thiếu ETF Metaverse nữa thôi. Một cái điều mà những cái công ty lớn ở Mỹ họ đang theo đuổi cái quỹ này đó, thì anh em thấy là cái mức độ cởi mở của Brazil nó đã như thế nào. Nó rất là, bây giờ là trên mọi phạm vi luôn rồi, nó rất là rộng rồi. Và chúng ta cũng có một cái thông tin khác, chính là thị trưởng của thành phố Rio de Janeiro nữa, thì ông cũng đã lên một cái kế hoạch là ông sẽ đầu tư 1% cái ngân khố dự trữ của thành phố vào Bitcoin. Thì anh em thấy rằng á, là cái làn sóng tiếp nhận của Brazil nó đang rất là rộng như vậy rồi. Thậm chí là những cái ngân hàng hàng đầu của Brazil, ngân hàng lớn nhất của Brazil đó, họ cũng đã chấp nhận cho khách hàng họ giao dịch Bitcoin và Ethereum. Và nếu xét trên cái mức độ khảo sát của những người dân số ở Brazil, thì anh em biết cái phần trăm để mà họ ủng hộ chính phủ thì nó lên tới mức là 50%. Nó rất là cao anh em. Nếu mà anh em thấy 50% nó chỉ là 1/2 đúng không? Nhưng mà 50% dân số ở một quốc gia mà họ đồng ý, họ tán thành bởi việc là chính phủ nên chấp nhận Bitcoin, thì anh em cũng hiểu rằng là nó rất là cao đó. Ngay cả việc chúng ta bây giờ chúng ta đi bầu cử đi thì anh em thấy cái tỷ lệ 50% là nó là một cái tỷ lệ nó khá là khập khiễng đúng không, khi mà chúng ta đã có quá nhiều ứng cử viên trong một cái đợt bầu cử, trong một cái chức vụ gì đó của một quốc gia nào đó, thì cái tỷ lệ 50% nó rất là cao. Mà ở đây á, là 50% người dân Brazil đã tán thành cái việc này đó. Cộng lại những cái dự kiện đó thì anh em có thể thấy được rằng là Brazil đang là một cái ứng cử viên rất là tiềm năng để mà có thể tiếp bước El Salvador. Và tại sao mình lại rất mừng về cái thông tin này, thì anh em biết đất nước Brazil, đất nước của những vũ công samba đá bóng đá,
không chỉ riêng về mảng bóng đá đâu, Brazil còn là một cái nền kinh tế lớn ở trên thế giới nữa anh em. Thì đây thì tổng hợp là những cái sự kiện tại Brazil, những cái bức tranh, những cái quá trình mà Brazil tiếp nhận tiền mã hóa, tiếp nhận Bitcoin, mở cửa với Ethereum, mở cửa với DeFi cho đến ngày hôm nay, thì nó lại làm mình rất là vui. Và mình hy vọng rằng những cái kỳ vọng của mình dựa trên những cái luận cứ đó, những cái dữ liệu đó, nó sẽ trở thành hiện thực. Và dĩ nhiên rồi, khi mà nếu có một cái câu chuyện mà Brazil chấp nhận được Bitcoin làm tiền hợp pháp tại tài khoản của họ, thì mình sẽ nghĩ đó là một cái vụ nổ cực kỳ lớn đối với thế giới nha anh em. Tại vì nền kinh tế của Brazil thì thật không đùa đâu anh em, và cái tầm ảnh hưởng của họ nữa đó. Rồi, chúng ta đã tới những cái thông tin mừng như vậy rồi. Và tiếp theo đó, một cái thông tin khác mà mình muốn gửi đến cho anh em, chính là mình hãy nói qua một tí về những cái dữ liệu tích cực của Bitcoin ngay tại thời điểm hiện tại đi. Vì những cái dữ liệu của Bitcoin đó thì mình đã đưa cho anh em quá nhiều ở trong video đợt trước rồi, về nhận định về downtrend hay không, về những lập luận về tích cực hay không, và các biểu đồ mình luôn cập nhật cho anh em hàng tuần. Thì trong tuần này chúng ta có gì? Thì trong tuần này á, mình đã tìm kiếm ra ba cái nguồn dữ liệu mà có thể để cho anh em suy nghĩ một cách tích cực hơn về cái tình trạng Bitcoin hiện tại. Đó chính là thứ nhất á, đó chính là về cái biểu đồ mà những cái phần trăm nguồn cung mà Bitcoin đang phải chịu lỗ. Tức là sao? Tức là cái phần trăm nguồn cung của Bitcoin đang trong tay nhà đầu tư mà bây giờ họ đang không có lợi nhuận đó anh em. Thì ở đây trong tuần này chúng ta đã ghi nhận được á, là cái mức phần trăm nguồn cung của Bitcoin mà trong tay nhà đầu tư họ đang giữ đó, họ không có lợi nhuận, thì nó đã rớt xuống 30% rồi. Thì ở đây tại sao nó để là 70%? Thì cái biểu đồ này á, nó là cái biểu đồ thể hiện nguồn cung của Bitcoin đang có lợi nhuận nha anh em. Thì chúng ta đang dừng ở mức 70%. Thì cái điều này nó chứng minh rằng là 30% còn lại là không có lợi nhuận gì cả. Và tại sao mình lại đưa cái biểu đồ này là một cái biểu đồ rất là tích cực? Thì anh em thấy ở trong cái giai đoạn thứ nhất, là trong cái giai đoạn năm 2021 và trong cái giai đoạn năm 2020 nè anh em, chúng ta có hai cái giai đoạn nó trùng hợp như thế này. Khi mà cái ngưỡng mà nguồn cung phần trăm của Bitcoin đó, nó rớt xuống khoảng là 70%, và 30% còn lại đang phải chịu lỗ đó, thì dường như những cái đợt này đều là những đợt tích lũy mạnh cả. Và anh em thấy khi mà những cái đợt tích lũy mạnh này á, nó cứ đi ngang như vậy, thì cái đường màu đen này chính là một cái đường của biểu đồ giá Bitcoin. Tức là bất cứ khi nào cái phần trăm nguồn cung của Bitcoin có lợi nhuận đó, nó rớt xuống tầm 70%, thì ở trong những cái giai đoạn trong quá khứ tiêu biểu như thế này, thì chúng ta đã có một cái giai đoạn tích lũy, và từ đó nó đã tác động tích cực đến giá của Bitcoin, khiến giá Bitcoin tiếp tục tăng trưởng và tăng trưởng hơn nữa trong khoảng từ 6 đến 7 tháng sau. Thì ở thời điểm hiện tại ở đây, chúng ta cũng đã đang ở trong một cái giai đoạn đó, dừng ở mức ngưỡng giá là 42.000 đô, và hiện tại là 30% nguồn cung của Bitcoin đã hoàn toàn không có lợi nhuận, tức là bị lỗ đó anh em. Thì nó dường như nó tương đồng với những cái giai đoạn vào tháng 7 năm 2021 cũng như là vào tháng 5 năm 2020 đó ha. Rồi tiếp đến là chúng ta hãy xét về những cái phần trăm giao dịch chuyển đổi của Bitcoin, tức là những cái phần trăm giao dịch chuyển đổi trong cái khối lượng giao dịch của Bitcoin mà có lợi nhuận đi. Tức là sao? Tức là bây giờ cái biểu đồ này nó thể hiện một cách đơn giản rằng, tức là bây giờ mình có một Bitcoin đúng không, mình nằm im, mình không làm gì cả thì mình sẽ không được tính vào trong đây. Nhưng mà nếu mình có một Bitcoin đó, mình chuyển đi, mình giao dịch với altcoin, mình bán ra, mình mua vào hay gì đó, thì nó đều tính vào cái phần trăm này. Tức là cái phần trăm chi tiêu, cái phần trăm giao dịch của chúng ta. Đó anh em, cái phần trăm chi tiêu, cái phần trăm giao dịch Bitcoin của chúng ta khi mà nằm trong mức lợi nhuận. Nếu mà cái sự chi tiêu đó của mình, nếu mà cái sự giao dịch đó của mình mà không có lợi nhuận đó, thì nó sẽ không được ghi vào trong đây. Đó ha anh em. Thì ở thời điểm hiện tại đó, thì chúng ta đang rơi vào khoảng tầm là 40%. Ha, 40%. Đó, tức là sao? Tức là chỉ có khoảng là 40% chúng ta, khi mà chúng ta giao dịch, chúng ta chi tiêu Bitcoin thì chúng ta có lợi nhuận thôi. Còn 60%, những cái ông còn lại đó, thì khi mà cứ giao dịch Bitcoin, cứ mua bán, hoặc là bán ra mua vào, đó thì dường như là không có lợi nhuận ở cái điểm này. Thì ở đây nó có hai cái mức mà mình xin giải thích kỹ cho anh em. Cái mức thứ nhất chính là 65%, đó 65% có lợi nhuận ở đây. Tức là sao? Tức là ở đây á, nó thường báo hiệu cho chúng ta là các nhà đầu tư ở trên giai đoạn thị trường đang tận dụng cái lực kéo, đang tận dụng cái lực đẩy của sự tăng trưởng của Bitcoin để mà có thể chốt lời. Thì chúng ta mới có cái mức trên 60% này. Còn cái mức 40% này đó, tức là thị trường của chúng ta đang đi vào một cái sự suy thoái ngắn hạn. Đó, các nhà đầu tư sợ hãi bán ra, chấp nhận cái mức lỗ đó. Thì cái mức của chúng ta sẽ là ở dưới mức 40%, nó phản ánh cái thực trạng thị trường đang diễn ra là rằng là tôi suy giảm rồi, tôi suy thoái rồi. Tôi không còn được lợi nhuận như cũ nữa. Bây giờ cái tâm lý tôi đã hạ xuống, tôi phải rời bỏ những cái vị thế của mình, tôi phải cắt đi
để mà tôi có thể giảm thiểu được cái thiệt hại rất cái thiệt hại nó cao hơn nữa. Lỡ mà nó sụt giảm về sâu thì sao, thì thiệt hại của tôi nó sẽ còn to lớn hơn nữa đó anh em. Thì cái mức mà ở dưới 40% này thì nó lại cho thấy một cái điều đó ha. Thì trong tuần này chúng ta đã ghi nhận một cái mức lại ở dưới 40% này rồi đó. Nhưng mà ngặt nghèo một cái á, là khi mà bất cứ khi nào chúng ta rớt về cái ngưỡng 40% này á, dưới 40% này, thì nó lại cũng tương tự như cái biểu đồ hồi nãy mình vừa cho anh em xem, nó lại rơi vào một cái tình trạng là tích lũy ha, tích lũy. Thì cái điều này nó cũng dẫn chứng ở, nó cũng tương tự như cái biểu đồ thứ nhất mình vừa trình bày cho anh em. Thì ở cái biểu thứ hai đó, chúng ta đã có sự kiện là vào tháng cỡ khoảng là tháng 5 tháng 6 nè, tức là cái cuộc đàn áp của Trung Quốc đó, và sự kiện vào khoảng tháng 4 năm 2020, khi mà bất kỳ ai trong chúng ta thì cũng đều biết rằng là vào cái giai đoạn này đó thì đại dịch Covid này đã bùng nổ mạnh mẽ như thế nào đó, nó gây suy thoái, nó gây tê liệt về cái nền kinh tế của chúng ta như thế nào đó. Thì ở trong hai cái giai đoạn này đó thì cái khối lượng giao dịch Bitcoin chuyển đổi mà có lợi nhuận đó nó đều rớt về tầm khoảng dưới 40% cả. Thì ở đây anh em thấy chúng ta đã nhận được một trong những cái giai đoạn này nè, chúng ta đã nhận được một cái tín hiệu đầu cơ đầu tư rất là mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, các nhà giao dịch họ đổ tiền vào thị trường như thế nào để mà họ mua ở những cái điểm này, và sau đó giá Bitcoin cũng đã tăng trưởng đến thời điểm hiện tại ha. Và cái bức tranh khi mà hiện tại chúng ta đang chạm ở ngưỡng này, chúng ta đang chạm ở ngưỡng dưới 40% này, mà giá của Bitcoin nếu mà di chuyển theo một cái chu kỳ theo giống như những cái giai đoạn trước đây và ở hai cái điểm đáy này, thì chúng ta sẽ có một cái sự hồi phục lên và chúng ta sẽ thoát khỏi cái vòng vây đang rất khá là vất vả ở ngưỡng là 40-42, từ 40.000 đô tới 42.000 đô. Anh em thấy rồi, chúng ta đi 2 tuần chúng ta đi cứ như vậy thôi, chúng ta không thể nào break lên được cả đó. Nhưng mà cái câu chuyện rằng là Bitcoin có break lên được hay không, có break lên được ngưỡng 45.000 đô, break lên ngưỡng 50.000 đô được hay không, thì đó là cái câu chuyện của tương lai. Ở đây mình chỉ nhận định về những cái mà nó đã từng xảy ra trong quá khứ để mà chúng ta có thể biết được rằng là chúng ta có những cái cơ sở để mà chúng ta tin tưởng rằng Bitcoin nó sẽ tiếp tục nó hồi phục và nó tăng trưởng trong năm nay đó. Rồi tiếp đến á, thì cái tin tức Bitcoin nó chỉ có như vậy thôi, tại vì Bitcoin tuần này nó đi nó cũng khá là vất vả đây anh em, nên đó là những cái chỉ số on chain mà mình cho anh em biết rằng là chúng ta đang có những cái điểm tích cực như thế nào. Và chúng ta hãy nhìn qua một cái điểm khác đi, thì ở trong tuần này mình đã ghi nhận, tại sao mình nói mình rất là vui, tại vì là mình đã ghi nhận được rất nhiều cái tín hiệu từ những ông lớn họ đầu tư vào cái thị trường này đó anh em, về thương vụ gọi vốn nè, về những cái đợt thứ nhất là về những cái đợt huy động vốn nè, thứ hai là những cái thương vụ mua lại, những cái thương vụ đầu tư. Thì trong tuần này những cái ông lớn họ đã thể hiện một cái bộ mặt nó rất là khác đó. Nếu mà anh em thấy trong thị trường uptrend cứ liên tục ông này đầu tư liên tục ông kia đầu tư thì nó là một cái chuyện nó quá là đơn giản rồi anh em, tại vì trong uptrend á, thậm chí bây giờ anh em nhắm mắt anh em chọn đại thì cũng tăng nữa, đúng không? Thì bởi vậy người ta mới nói rằng là trong thị trường uptrend cái gì cũng tăng thì ai cũng đúng cả. Nhưng mà khi thị trường suy thoái thì chúng ta mới biết đâu là những người làm thật và đâu là những người đang nỗ lực vì cái cuộc cách mạng tài chính này đó. Thì trong tuần này á, dường như là mình rất là bất ngờ khi mà mình đã chứng kiến rất nhiều cái thương vụ mà mình nghĩ rằng là chúng ta đang sống trong một cái uptrend chứ không phải là một cái chu kỳ mà chúng ta đã điều chỉnh trong vòng 2 tháng qua, nó tương tự như cái bức tranh tháng 5 vậy đó. Thì đầu tiên mình phải nói tới là ông lớn cái quỹ A16Z anh em, thì anh em cũng đã khá, nếu mà anh em tham gia vào thị trường cũng đã khá lâu rồi thì chúng ta đều biết cái quỹ A16Z này là một cái gã khổng lồ như thế nào. Thì quỹ A16Z đó, thì theo một cái nguồn tin được đưa vào ngày hôm nay đó anh em, thì quỹ A16Z họ đang tìm cách họ huy động thêm 4,5 tỷ để mà họ mở rộng, họ thiết lập một cái quỹ đầu tư tiền mã hóa mới cho mình. Thì 4,5 tỷ này sẽ được dùng như thế nào? Thứ nhất thì 3,5 tỷ sẽ được dùng cho một cái quỹ đầu tư hoàn toàn mới, tập trung vào lĩnh vực tiền mã hóa mà thôi, tức là tập trung vào những cái dự án. Ví dụ như, cái này mình ví dụ nha, chứ mình không thể xác nhận được. Ví dụ như là cái phần 3,5 tỷ này á, sẽ dành cho những cái dự án. Ví dụ như là bây giờ họ thấy con NIR ngon đi, họ thấy con AVAX ngon, họ thấy con SOL ngon, họ thấy con BNB ngon, họ thấy con nào ngon thì họ đầu tư vào. Đó, còn 1 tỷ còn lại đó thì họ sẽ dùng để tài trợ cho những cái dự án blockchain khởi nghiệp đầy tiềm năng. Ví dụ như những cái dự án non trẻ, những cái dự án khởi nghiệp là cần cái sự hỗ trợ, cần cái nguồn tiền đổ vào để mà có thể giúp cho cái thị trường crypto này nó tăng trưởng hơn nữa, giúp cho cái công nghệ này nó tăng trưởng hơn nữa đó, thì 1 tỷ đó sẽ được A16Z tận dụng vào cái phạm vi này. Đó, thì nếu mà cái thương vụ này thành công đó anh em, nếu mà A16Z đó mà xác nhận cái việc là đã huy động thành công 4,5 tỷ đó, thì đây là một cái quỹ đầu tư tiền mã hóa lớn nhất tại thời điểm hiện tại, và dường như là đánh bại cái quỹ 2,5 tỷ USD của cái quỹ Paradigm.
Đó thì Paradigm là một cái quỹ mà nó cũng khá là lớn và nó dường như nó cũng đầu ngành luôn đó anh em. Thì trước đây vào khoảng tháng 11, tháng 12 thì Paradigm họ có tung ra một cái quỹ 2,5 tỷ đó. Thì nếu mà A16Z huy động thành công thì chắc chắn rồi, lớn nhất ngành tiền mã hóa tính đến thời điểm hiện tại luôn. Tiếp đến chúng ta có một cái thương vụ nó cũng khá là nổi ở trong tuần này, đó chính là cái thương vụ mà Microsoft họ mua lại Activision Blizzard với cái giá là 68,7 tỷ. Thì mình cho rằng đây là những cái thương vụ nó khá là kinh khủng trong tuần này. Và họ cũng đã xác nhận, là phía cái đội ngũ lãnh đạo của họ cũng đã xác nhận đó, là khi mà họ mua lại cái công ty game Blizzard này đó với cái giá như thế này thì họ đang đặt một cái tham vọng rất lớn dành cho Metaverse. Đó anh em có hình dung ra cái điểm, cái keyword, cái mà mình hay gọi là một cái chìa khóa đó anh em. Chỉ cần một cái từ khóa ở trong một cái tin tức, ở trong một cái bài phân tích nào đó thôi, anh em cũng đã biết được rằng là chúng ta nên cần gì. Và từ khóa đây đó chính là Metaverse. Đó ha anh em. Thì anh em biết là cái Blizzard này là một cái công ty phát hành game mà mình nghĩ rằng là cũng quá là nổi tiếng đối với anh em chơi game rồi. Và ngay cả bản thân mình, ngay từ những năm mình học lớp 5, lớp 6, mình cũng đã tiếp cận với Blizzard qua tựa game là Warcraft và Dota. Đó, chắc chắn anh em cũng sẽ biết cái đó đúng không? Thì đó, thì đến nay thì đã thuộc quyền sở hữu của Microsoft. Và Microsoft khẳng định rằng là cái thương vụ mà mua lại cái công ty Blizzard này, nó như là một cái chìa khóa then chốt. Đó, nó như là một cái chìa khóa then chốt và một cái cánh cửa mở để cho Microsoft có thể tiến vào cái vùng đất Metaverse. Đó, thì anh em cũng thấy rằng là chỉ cần một cái từ khóa Metaverse và cái thương vụ mua lại này thôi, thì chúng ta cũng đã biết được là cái cuộc cạnh tranh của những cái ông lớn công nghệ nó như thế nào. Đúng không? Facebook đổi tên thành Meta để mà tiến vào Metaverse, kéo theo đó là hàng loạt những người khác vào Metaverse. Và trong đó thì chúng ta không thể nào bỏ qua được Microsoft. Và những cái tin tức gần đây, nếu mà anh em để ý kỹ đó, chúng ta cũng thấy là cái công ty Meta đó anh em, thì trước đây gọi là Facebook đó, thì họ cũng đã thu hút rất là nhiều nhân tài trên toàn thế giới. Nhưng mà cái việc thu hút nhân tài như vậy, họ đã đẩy Microsoft và Apple vào một cái tình trạng gọi là bị chảy máu nhân tài đó anh em. Tức là sao? Tức là những cái nhân tài, những cái nhân sự của Microsoft và những cái nhân sự của Apple, họ đi qua Meta để mà họ làm. Tại vì sao? Tại vì Meta họ là cái người tiên phong ấy, cái người tiên phong mở ra cái cánh cửa Metaverse mà. Vì thế những kỹ sư, những nhà lập trình họ đều qua đó làm với một cái mức lương đãi ngộ rất là cao. Và thậm chí Meta còn nói rằng là nếu mà anh qua đây chúng tôi sẽ trả anh lương gấp 2, gấp 3 lần ở bên những cái ông kia. Thì đây như là một cái hành động phản bác lại Meta của Microsoft, mà theo quan điểm của mình thôi. Đó, chi ra hẳn 68,7 tỷ luôn để mua lại Blizzard và nói rằng chúng tôi sẽ đặt cược rất lớn vào Metaverse. Và thậm chí mình cho rằng Metaverse có thể trở thành một cái trọng điểm, một cái ngành trọng điểm trong tương lai cơ. Đó, chẳng qua bây giờ thị trường của chúng ta đang bị bòn rút bởi những cái nguồn vốn thoái lui quá là nhiều, tâm lý sợ hãi của dân, của những người bán lẻ quá là nhiều đi, nên mà chúng ta mới nhìn thấy cái bức tranh đó thôi. Nhưng mà nếu mà nhìn trên một cái bức tranh của một doanh nghiệp, của một cái quy mô công ty lớn, thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Và ít nhiều gì thì những cái thông tin như thế này mình cũng hy vọng rằng cũng sẽ củng cố được niềm tin anh em đã đặt niềm tin vào những cái dự án Metaverse chất lượng nha. Chứ ở đây mình không nói là những dự án Metaverse mà đi theo trend làm ăn cho có, đi theo xu hướng để rồi mà bỏ chạy hay gì đó, scam hay gì đó thì mình không nói tới. Ở đây mình chỉ nói tới những dự án mà họ làm ăn đàng hoàng. Chúng ta có thể kể đến như là Decentraland Mana, Sandbox, Engine Coin chẳng hạn đó. Rồi, tiếp theo thì chúng ta đã có một cái nhân vật khác ở trong cái phạm trù Metaverse này, NFT GameFi, này chính là Animoca Brand. Họ gọi vốn đến 359 triệu đô và nâng cái định giá của họ lên 5,5 tỷ. Đó anh em. Và cùng với đó đã có rất nhiều những cái quỹ khác, những cái dự án khác. Ở đây mình có thể kể đến như là sàn FTX đi. Thì anh em thấy sàn FTX cũng đã lập một cái quỹ đầu tư của riêng mình là 2 tỷ. Nhưng ở đây mình không hề quan tâm đến việc họ đầu tư bao nhiêu tỷ cả. Nhưng ở đây mình chỉ quan tâm đến cái từ khóa thế này. Anh em có thể nhìn trên màn hình của mình nha. Ở đây mình chỉ quan tâm đến từ khóa như thế này. Đó chính là Web3 và Game Blockchain. Thì Game Blockchain thì nó cũng tương tự như cái từ khóa hồi nãy. Nó cũng có liên quan mật thiết, khá là mật thiết và dường như là giống nhau đối với Metaverse vậy. Còn Web3 mình sẽ không có nói quá nhiều về cái xu hướng này. Tại vì anh em cũng đã biết quá là nhiều rồi. Thì Web3 thì gần đây cũng đã nhận được những cái lời chỉ trích từ tỷ phú Elon Musk cũng như là giám đốc điều hành của công ty Block mà trước đây là Square đó anh em, Jack Dorsey. Thì ông cũng là cựu CEO của cái nền tảng truyền thông xã hội là Twitter đó. Thì cả hai người này cũng đã chỉ trích khá là nhiều đối với cái Web3 này. Thì nhưng mà sau đó thì dư luận anh em biết
cộng đồng mà dư luận và những người nổi tiếng họ vào họ tranh cãi về cái vấn đề này nó rất là gay gắt. Nhưng mà cuối cùng á, thì chúng ta cũng thấy là tất cả các ông lớn họ đều đổ tiền vào cái lĩnh vực này. Và sàn FTX bây giờ họ cũng đã lập một cái quỹ đầu tư 2 tỷ USD để tập trung vào hai cái mảng này. Đó, Web3 Game Blockchain. Ở bên đây là Metaverse. Chúng ta cũng đã có Armonica Brand cũng đã gọi vốn 359 triệu để mà có thể đầu tư vào mảng đây. Ở đây mình liệt kê rõ cho anh em, đó chính là game blockchain, NFT và Metaverse đó. Và cùng với cái xu hướng như thế này thì chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái dự án nền tảng khác, họ cũng đã khởi động những cái quỹ phát triển hệ sinh thái của họ. Thì nếu anh em nào theo dõi từ tầm khoảng quý 4 năm 2021 đó, thì cái cuộc đua phát triển hệ sinh thái nó diễn ra rất là căng thẳng. Ở đây mình có thể kể đến như là về Celo nè, về Avax, về HABR, về Kava chẳng hạn. Đó, rất nhiều. Binance Smart Chain 1 tỷ đó. Thì ở đây thì tiếp đến bây giờ chúng ta cũng đã có Icon, một cái đồng coin mà mình nghĩ rằng là nó cũng khá tồn tại trên thị trường khá là lâu rồi. Thì mới đây họ cũng đã phát triển một cái quỹ hệ sinh thái của họ với 200 triệu USD để mà có thể bổ sung vào cái cuộc chiến nền tảng mà mình hay gọi là cái cuộc chiến blockchain layer 1 trong năm nay đó anh em. Và cùng với đó thì mình cũng xin chúc mừng anh em Nia. Tại vì là Nia hình như là cũng đã vừa lập một cái ATH mới, hình như là mình nhớ không nhầm là trên 20 đô một tí đúng không anh em? Đó, bằng cái việc là huy động thêm 150 triệu. Thì trước 150 triệu này thì cũng trong quý 4 năm 2021 thì Nia đã huy động thành công, mình nhớ không nhầm là 800 triệu rồi. Và với 150 triệu này thì Nia dường như là đang gần cán mốc cỡ khoảng 1 tỷ hoặc 1 tỷ hơn đó. Thì đây cũng là một cái nền tảng mà mình cho rằng là cũng sẽ rất là tiềm năng ở trong năm 2022. Thì ở đây mình không bàn sâu về cái vấn đề gọi là cái dự án nó như thế nào, công nghệ như thế nào, nhưng anh em hãy nhìn cái việc mà Nia đã phát triển trong năm 2021. Và cái điều mà chúng ta dễ thấy nhất đó chính là phản ứng giá của cái dự án đó. Nó sẽ nói lên tất cả. Thì cái việc mà Nia đi từ 2 đô kể từ sau cú sụp ngày 19 tháng 5 đến mức trên 20 đô như thế nào. Đó, nếu mà mình chưa tính cái giá mình đi hình như được bán trên Coinlist là 0.4 đô thì phải. Đó anh em, thì mình cũng xin chúc mừng anh em Nia, những anh em holder và đã tin tưởng Nia trong thời gian qua. Rồi, tiếp đến thì chúng ta có gì? Tiếp đến thì mình cũng xin gửi một cái tín hiệu tích cực đối với những anh em mà đã đang hold cái đồng Ripple này, cái đồng XRP này. Thì ở đây mình cũng đã có một cái video cũng khá là dài. Ở trong đó mình cũng đã giải thích cho anh em và liệt kê cho anh em cái sự kiện của Ripple trong suốt năm 2021 về cái cuộc chiến của Ripple như thế nào đối với SEC. Thì rất vui vì cũng trong tuần này đó thì Ripple đã có một cái thông tin mới, đó chính là giành được cái quyền truy cập vào email liên quan đến Ethereum của SEC vào năm 2018. Thì ở đây mình nói ngắn gọn để cho anh em nắm rõ thôi ha. Thì vào năm 2018 đó anh em, thì một cái cựu quan chức của SEC á, đó chính là cái ông này nè, ông William Hinman này nè. Đó, thì trong cái bài phát biểu của ông thì ông có nói rằng á, ông có phát biểu một cái quan điểm rằng là ông không có xem Ethereum là một chứng khoán. Đó, tại vì Ethereum được phân phối, được bán ra một cách nó rất là hợp lý và nó theo một cái phạm trù khác. Nó không phải là chứng khoán. Đó, thì vào cái thời điểm đó anh em, thì cái quan điểm của ông Hinman này đó được coi là một cái điểm then chốt cho ngành tiền mã hóa của chúng ta. Vì trước đây chúng ta hay bị so sánh giữa ngành tiền mã hóa và một số loại hàng hóa, một số cái chứng khoán là nó tương đồng nhau. Vì thế những cái cơ quan pháp lý như SEC đó, họ có thể họ áp dụng những cái luật vi phạm chứng khoán vào cái ngành của chúng ta. Đó, nhưng mà cái phát biểu của ông vào năm 2018 là ông không xem Ethereum là một chứng khoán, thì mình nghĩ rằng là thì vào cái thời điểm đó thì đây là một cái phát biểu nó gây một cái sự chuyển mình rất là lớn đối với ngành. Đó, nhưng mà vào cuối năm 2020 đó thì như anh em biết là SEC với Ripple đã đấu tranh với nhau, kiện tụng nhau về cái vấn đề là Ripple đã được phát hành như một chứng khoán. Đó, thì bây giờ thì những cái email của cái ông William Hinman này đó thì Ripple đã được truy cập rồi và thẩm phán cũng đã cho phép Ripple truy cập vào những cái thông tin vào năm 2028 trong một cái bài phát biểu đó của cái ông này. Và tiếp theo thì mình xin gửi đến cho anh em, những anh em nào mà đã tin tưởng Cardano ha, thì anh em thấy là trong vào đầu tuần thì nguyên cả một cái hệ sinh thái của Cardano nó bay rất 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 là kinh khủng đúng không anh em? Thì nó dựa vào đâu? Thì ở đây thì mình xin tóm gọn lại cho anh em bằng những cái tin tức như thế này. Thì trong năm qua đó thì anh em biết Cardano đã bị chỉ trích rất là nhiều bởi cái việc là cái nền tảng của ông bị thiếu hụt DApp. Ông không có phát triển gì cả, ông chỉ hứa nhăn hứa cuội mà thôi. Vào năm 2020 thì ông nói rằng là một năm sau Cardano sẽ chứng kiến hàng trăm hàng nghìn tài sản, hàng trăm DApp sẽ phát triển trên hệ sinh thái, nhưng đến năm 2021 nó không có một cái gì cả và chỉ có một cái Manet Alonzo được chạy vào tháng 8 và sau đó là dưỡng dưng 10 tuần sau cũng chẳng có một cái DApp nào phát triển cả.
Nhưng tại thời điểm hiện tại chúng ta thấy được là trong 1-2 tháng gần đây đó anh em, thì Cardano họ làm rất là tích cực, và cái thông tin vào khoảng là đầu tuần này để mà có thể tác động lên giá của Cardano để khiến toàn bộ hệ sinh thái tăng trưởng lên, đó chính là về cái sàn DEX SundaeSwap đó anh em, thì nó đã chính thức được khởi chạy trong tháng 1, mà mình nhớ không nhầm là ngày 20 tháng 1 nó sẽ ra một cái manet để khởi chạy sàn DEX này. Và sau đó thì ở Moogle cũng đã hợp tác 100 triệu USD với Cardano để mà có thể triển khai hai cái giai đoạn sản phẩm, đó chính là giai đoạn MVP1 và giai đoạn MVP2, để mà có thể là tăng tốc hơn cái tính xây dựng cũng như là phát triển hơn cái chặng đường mà để thúc đẩy những cái DApp được đẩy lên trên cái hệ sinh thái Cardano. Thì ở đây mình có liệt kê cho anh em những cái gì mà Cardano đã làm được trong năm 2021, như là về việc hợp tác với Chainlink thành lập một cái liên starter để mà có thể tăng tốc cái lĩnh vực DeFi ở trên hệ sinh thái, cửa hàng ứng dụng Cardano, Stablecoin DeFi nè, hoặc là ngay cả một cái giải pháp Layer 2 Hydra nữa. Và cùng với đó thì chúng ta cũng đã chứng kiến một cái sự một cái việc mà mình nghĩ rằng là nó khá là bất ngờ, đó chính là về mảng NFT và Metaverse. Thì mới đây luôn, cũng đầu tuần này luôn, cũng là một cái nguyên do để mà giúp thúc đẩy giá của Cardano, đó chính là về cái Metaverse, đó chính là về cái nền tảng Pivea này, là một cái ứng dụng chơi game được phát hành ở trên Cardano, và nó dùng cái mô hình như là những cái thửa đất NFT giống như thằng The Sandbox vậy đó anh em. Đó, nhưng mà ở đây thì nó được xây dựng ở trên Cardano. Và cùng với đó là NFT thì Cardano họ cũng đã kết hợp với công ty thể thao điện tử Revel và tung ra một cái thị trường NFT của riêng mình, và cũng như hướng đến xây dựng một cái blockchain nào đó thân thiện với môi trường hơn. Và đó chính là cái chiến dịch khu rừng Cardano NFT của họ, tức là họ sẽ đổi một Cardano ra một cái NFT nào đó, xong rồi dùng cái NFT đó để trồng một cái cây xanh để mà có thể mà tiến đến việc bảo vệ môi trường, cây xanh hướng tới việc biến đổi khí hậu gì đó, vân vân mây mây anh em. Thì một cái Cardano đó họ sẽ đổi ra một cái token, mà cái token mà mình vừa nói hồi nãy á, nó chính là tên là token Tree anh em. Tree là cái cây á, TREE. Đó thì nó cũng nằm trong một cái chiến dịch của Cardano trong thời gian gần đây, mà mình nghĩ rằng nó cũng đã thúc đẩy rất là tích cực đối với cái sự phát triển DApp ở trên Cardano, trên đủ mọi lĩnh vực mà, đúng không anh em? DeFi, NFT và Metaverse, thì cái điều này nó đã củng cố một cái niềm tin rất là lớn đối với những cái người holder ADA, để mà có thể giúp giá ADA có thể tăng trưởng trong thời gian đây như anh em cũng đã biết rồi. Ok, và cái thông tin cuối cùng mà mình muốn gửi đến cho anh em đó chính là về những cái dự đoán của CEO FTX là anh Sam. Thì như anh em cũng biết đó, thì anh Sam là một cái người mà mình gọi là anh, tại vì anh cũng rất là trẻ tuổi mà thôi, anh chỉ mới khoảng là 32 tuổi đó anh em, 32 tuổi, dường như là vậy. Thì anh á, là một trong những cái người mà thực sự là một trong những cái nhân vật có một cái tầm ảnh hưởng lớn đối với thị trường tiền mã hóa trong một năm trở lại đây nha anh em. Khi mà anh em biết cái là sàn FTX ấy, chỉ mới ra đời từ khoảng là 2 năm trở lại đây thôi, nhưng mà những cái thành công vang dội của sàn FTX thì chúng ta không thể nào chúng ta phủ nhận được đó. Và thậm chí anh còn lọt vào top tỷ phú giàu thứ 32 của nước Mỹ nữa, và lọt vào top 10 nhân vật crypto của năm 2021. 10 nhân vật ở đây tức là 10 nhân vật có tiếng nói và có tầm ảnh hưởng nha anh em, thực sự rất là lớn. Thì ở đây á, thì anh Sam trong một cái podcast mà anh thực hiện với Decrypt đó, thì anh đã tiết lộ rằng là ba cái blockchain mà anh cho rằng là nó sẽ tiềm năng ở trong năm 2022. Thì ba cái blockchain là gì? Thì ở đây á, cái blockchain đầu tiên mà anh chia sẻ đó chính là về Solana. Thì anh em cũng biết rằng là Solana là một cái gì đó gắn liền với thương hiệu của anh Sam rồi. Thì Solana, thì ở đây mình có một cái thông tin khá là thú vị là vào ngày 10 tháng 1 năm 2021 đó anh em, khi mà Solana nó đi khá là trì trệ từ năm 2020 đến năm 2021, nó chỉ đi trì trệ cái mức như vậy thôi, thì đã có rất nhiều người bay vào chỉ trích Solana. Thì anh Sam lúc đó anh có đăng một cái dòng trạng thái rằng là ok, tôi sẽ mua hết tất cả số Sol của anh có bao nhiêu anh bán cho tôi đi, anh bán rồi xong anh rời khỏi thị trường đi. Thì chúng ta cũng biết cái vào thời điểm đó, đây là một trong những cái lời khẳng định của CEO FTX về tiềm năng của Solana. Thì ngay lập tức anh em biết được rằng trong năm 2021 của chúng ta, Solana nó đã bay đến mức như thế nào, đúng không? Nó đã bay cực kỳ kinh dị với một cái sức tăng trưởng là hơn 11.000%, và cái đỉnh của nó thiết lập vào tháng 11 là nó khoảng là $260 đó anh em. Thì nhưng mà không dừng lại đó, thì đến thời điểm hiện tại thì anh vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Sol, và anh nói rằng Sol đã có một cái Sol là một cái blockchain mà có một cái quy mô mở rộng mà ít có blockchain nào làm được. Và cái kế hoạch phát triển của Sol nó cũng bài bản hơn những cái blockchain ngay tại thời điểm hiện tại. Và nếu chúng ta muốn áp dụng blockchain vào cái đời sống thực tiễn của chúng ta, chúng ta muốn áp dụng trên một cái quy mô công nghiệp, thì Sol sẽ làm được cái việc đó. Do những cái lý do đó mà anh Sam đặt rất nhiều cái niềm tin vào blockchain Sol.
Và tiếp theo chúng ta hãy tiến tới một cái sự lựa chọn thứ hai của anh, đó chính là về AVAX. Thì ở đây mình cũng khá là bất ngờ đối với cái lựa chọn tiếp theo của anh, tại vì anh chỉ ngắn gọn, anh chỉ nói một cái cách rất là ngắn gọn đối với AVAX là như thế này mà thôi. Thì anh nói là AVAX cũng giống như Seoul vậy, họ có những cái đội ngũ rất là tuyệt vời đứng phía sau, họ có một cái kế hoạch phát triển rất rất là chiều sâu và bài bản. Và điểm đặc biệt ở đây là họ biết dự án của họ đang thiếu gì, dự án của họ là đang mắc sai lầm ở chỗ nào, chưa tốt ở chỗ nào và đang tốt ở chỗ nào. Họ biết được điểm yếu, điểm mạnh của mình để họ tiếp tục phát triển. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái bức tranh AVAX trong năm nay thì mình nghĩ rằng là chúng ta cũng không có thể phủ nhận được cái nhận xét này của anh đâu. Tại vì anh em biết AVAX đã chứng kiến một cái sự tăng trưởng vào khoảng là nửa cuối quý 4 năm 2021, nó cực kỳ thần tốc luôn. Và mình nhớ không nhầm thì cái đỉnh thì cái ATH của AVAX thì nó rơi vào tầm khoảng là 100 gần 160 USD đúng không anh em? Đó. Thì ở đây mình đã có, thì anh em cứ hãy vào cái bài này, thì cái bài này là mình cũng đã viết và mình cũng đã để một cái đường link để mà cho anh em biết được là AVAX trong đó có gì. Thì ở đây cũng là một cái series DeFi discussion của người đồng nghiệp của mình là Chót. Thì ở đây Chót cũng đã là một cái video rất là chi tiết về AVAX và hệ sinh thái AVAX và cũng như tiềm năng nhận định của AVAX trong tương lai. Thì nếu anh em nào mà cảm thấy cuốn hút với cái hệ sinh thái này, anh em có thể click vào cái đường link ở dưới đây, hoặc là mình sẽ để cái đường link bên dưới để mà cho anh em tham khảo ha. Và tiếp theo cuối cùng, cái sự lựa chọn thứ ba của anh chính là về Wrapped Token. Thì đây là một cái sự lựa chọn khá là bất ngờ. Thì dành cho anh em chưa biết, Wrapped Token á thì nó là những cái token được lưu trữ với blockchain và nó đại diện cho một cái token nào đó thôi. Và cái điều này á, nó cho phép những người dùng như chúng ta nè chuyển token từ mạng này sang mạng khác rẻ hơn và dễ dàng hơn. Đó, khi mà chúng ta gặp bất kỳ những cái rắc rối về chi phí nào đó thì Wrapped Token nó sẽ là một cái sự lựa chọn thứ hai vậy. Thì như anh em có biết là anh em biết cái đồng BTC đúng không? Ví dụ như là Bitcoin thì anh em cũng sẽ tìm thấy trên thị trường cái đồng mà WBTC, đó chính là Wrapped BTC đó anh em. Hoặc là ETH, anh em có thấy được, anh em cũng có thể tìm được một cái đồng gọi là WETH đó. Đó thì là Wrapped ETH đó. Thì ở đây mình sẽ ví dụ cụ thể luôn cho anh em. Ví dụ ở đây mình sẽ nè, BTC. Đó anh em thấy không? Nó sẽ có một cái chữ Wrapped này. Đây, thì đây là một cái đồng đại diện cho BTC và nó dường như là nó neo vào giá BTC luôn. Nhưng mà cái tác dụng của nó là nó giúp cho chuyển giữa blockchain này sang blockchain khác một cách tiện ích hơn, dễ dàng hơn với một chi phí nó ok hơn. Đó, thì anh cũng nói rằng là khi mà trong tương lai, khi mà các blockchain ngày càng phát triển đó anh em, thì cái việc mà gặp rắc rối rào cản giữa các blockchain từ mạng này sang mạng kia nó sẽ là một cái rào cản nhất định, mà đôi lúc nó sẽ gây cản trở cho người dùng. Vì thế Wrapped nó sẽ phát triển, nó sẽ dần dần phát triển lên như một cái biện pháp thay thế. Vì thế là cái sự phát triển của Wrapped nó sẽ là một cái sự lựa chọn mà anh cho rằng là nó sẽ tiềm năng hơn trong năm 2022 này. Đó, thì dẫu sao thì những cái nhận định, những cái chia sẻ của CEO FTX cũng đã được đón nhận từ rất nhiều các nhà đầu tư cộng đồng trên thế giới. Và ngay cả mình cũng vậy, những cái nhận định của anh thì mình luôn 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 ủng hộ và mình sẽ ngay lập tức mình cầm giấy bút ra để mà mình tìm hiểu là tại sao anh lại chọn cái blockchain đó, tại sao anh lại chọn cái dự án đó để mà mình có thể mình học hỏi thêm được nhiều điều ở trong cái thị trường này. Ok, vậy thì mình nghĩ rằng cái video của mình nó cũng khá là dài rồi. Vì thế nên mình cũng xin cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình. Thì mình cũng xin chúc anh em một cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình của mình nha. Và hẹn gặp anh em vào tuần sau. Bye bye.